Kính chào các anh chị và các bạn. Thì những hình ảnh mà chúng ta đang xem trong màn hình đó là những hình ảnh được truyền về từ dự án VinCity Grand Park quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy là những hình ảnh rất nhộn nhịp tại công trường. Ngoài việc mà chủ đầu tư cho thi công vào ban ngày thì các đơn vị thi công ở đây vẫn làm việc hối hả ngay cả vào ban đêm để đẩy nhanh tiến độ của dự án VinCity Grand Park quận 9 này. Thì chúng ta thấy là đây là những hình ảnh tại phân khu The Line. Phân khu được nhìn từ đường Nguyễn Xiển vào dự án. Thì đây là một đại công trường với khoảng 300 hectare, cho nên là tập trung rất nhiều các đơn vị xây dựng hàng đầu của Việt Nam tại công trường này. Chúng ta thấy có sự hiện diện của tổng thầu của Techcom, các đơn vị xây dựng hàng đầu khác như Hòa Bình, Unicorn và Schenker. Đây là những đơn vị thi công hàng đầu của Việt Nam hiện nay cùng thi công để đảm bảo được tiến độ cũng như là đẩy nhanh cái việc mà bàn giao nhà cho khách hàng của dự án VinCity Grand Park quận 9 này. Theo chủ đầu tư thì dự kiến VinCity Grand Park quận 9 sẽ được bàn giao trong khoảng 18 tháng. Có nghĩa là nếu như chúng ta mua cái phân khu đầu tiên vào thời điểm này thì chúng ta sẽ được bàn giao vào khoảng quý 3 năm 2020. Chúng tôi đang quay một loạt các hình ảnh tại công trường để chúng ta tiện theo dõi cái việc thi công và tiến độ tại cái công trường VinCity Grand Park quận 9. Thì chúng ta thấy là phân khu đầu tiên thì đã thi công xong phần hầm, phần tầng 1, và hiện nay đang là thi công phần tầng 2. Mặc dù chưa chính thức mở bán, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là ngày 13 tháng 3 năm 2019 thì VinCity quận 9 đang thi công rất là nhộn nhịp và hối hả. Thực sự là ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì hiếm có một cái dự án nào có một quy mô lớn như cái dự án VinCity Grand Park quận 9 hiện tại với quy mô là 300 hectare. Thì nó gồm nhiều dãy căn hộ và có shop house, có nhà phố và có biệt thự. Trong đó thì mặt độ xây dựng nó chỉ khoảng 19 đến 20%, và toàn bộ cái phần 80% còn lại thì những tiện ích công cộng, những cái đại công viên, hồ bơi, những khu trò chơi thiếu nhi. Cho nên là thực sự là ở tại cái VinCity quận 9 đây là một cái điều mà đáng mơ ước, bởi vì VinCity quận 9 được bao bọc bởi hai mặt giáp với sông là sông Tắc và sông Đồng Nai. Cho nên là chúng ta cảm giác là ở đây sẽ có một khí hậu rất là mát mẻ. Phía bên tay phải của chúng ta đó là cặp với là cái sông Tắc. Và đây là cái phân khu đầu tiên, phân khu The Line của dự án. Và những hình ảnh phía sau ở trong kia của dự án là chúng ta thấy là phân khu River, phân khu Center và phân khu Forest. Đó là bốn phân khu của cái khu căn hộ của dự án VinCity Grand Park đang được thi công và sáng đèn cả đêm. Anh chị quan tâm đến dự án VinCity Grand Park quận 9 hoặc cần thêm thông tin gì của dự án VinCity Grand Park quận 9, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin của dự án cũng như là các cái vấn đề khác của dự án đến cho các anh chị và các nhà đầu tư. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại. Xin kính chào.